Mẹ hầm canh thuốc với ít nước quả, chịu khó ăn đi. Mẹ làm cái gì thế ạ? Không được cãi. Nếu không bồi dưỡng như thế này thì biết đến bao giờ hai đứa mới chủ động. À, mẹ vừa được mách mà ông thầy Lang giỏi lắm. Bao nhiêu người đến chữa vô sinh đều khỏi cả. Hay là mấy hôm nữa mẹ đưa con qua đó để bắt mạch nhá. Còn bây giờ là phải tập trung vào ăn uống đi. Không bổ đông thì cũng bổ tây. Phải ăn hết cái chỗ này đấy. Rồi, con biết rồi. Mẹ đi về đi. Thì mẹ cũng sang cô Giang xem nhà cửa bán chác cái nào. Kìa mẹ. Cái gì hả? Sao tự nhiên lại bán nhà? Thế cái Phương nó không nói gì với con à? Thằng Hoàng mang nhà đi thế chấp, vay tiền để đầu tư vốn làm ăn nhưng mà đổ bể hết. Cho nên là cô Giang phải bán nhà để hỗ trợ cho thằng Hoàng. Cái con Hâm này, sao nó không nói gì với con nhỉ? Chắc là nó ngại đấy. Mà sáng nay mày chuyển khoản cho tao làm gì mà nhiều tiền đấy? Tiền gì đấy? Tiền để mày lo cho bọn trẻ con đấy. Ơ? Bây giờ tiền học tốn kém lắm. Còn tiền mua thuốc cho cái Thư, tiền thuê nhà nữa. Tao vẫn xoay sở được, để tao chuyển khoản lại. Vớ vẩn. Này, mày là bạn thân của tao, bây giờ mày khó khăn, tao cũng chỉ giúp được mày có như thế thôi. Vợ chồng mày còn chuyện con cái nữa, mày không nghĩ cho bản thân mày thì phải nghĩ cho ông Hùng chứ. Ông Hùng cũng muốn có con mà. Đây là việc của tao, tao tự lo được. Khi nào tao khó khăn thực sự, tao sẽ hỏi mày, được chưa? Để chuyển khoản lại. Con Hâm này, ra đây. Hạch sáo liền thuyền, va vào vân. Uống nước đi. Sao? Đợt này cô Giang của tao thế nào? Có còn sang giúp mày không? Bà vẫn sang đều mà. Bà còn đang muốn anh Hoàng về đây ở với ba mẹ con cơ. Và mày đồng ý luôn chứ? Nhưng mẹ chồng tao còn quỳ xuống xin. Việc nào ra việc đấy, kể cả món nợ, anh Hoàng đã nói trước với tao rồi, thì tao sẽ chấp nhận rủi ro. Thôi, thì đấy là quyết định của mày. Còn tao thì thấy có một mình mày khổ thôi. Sức khỏe anh thế nào rồi? Tuần sau anh sẽ đi khám lại. Vậy thì đi thôi, tôi còn phải về công ty nữa. Anh xin lỗi, anh cũng đã cố gắng xoay sở, nhưng khoản tiền lớn quá, anh không kịp. Lẽ ra anh nên nói với tôi sớm hơn. Có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng giãn được thời gian tất toán khoản vay. Tôi và anh đã ly thân, nhưng tôi vẫn có trách nhiệm liên quan. Tôi không trách anh, và chắc chắn là mẹ cũng như vậy. Việc kinh doanh thì lúc thuận lúc suy, nhất là sau những việc vừa rồi. Việc quan trọng bây giờ là anh phải giữ sức khỏe, để mẹ và các con không phải chịu thêm cú sốc nào nữa.